Lâm sẽ không sao đâu mà em. Em đừng có lo quá. Mong rằng Lâm sẽ không có chuyện gì. Nếu không mình sẽ ân hận cả đời. Thằng Lâm sao rồi hả? Trời ơi, đầu của nó đập vô chỗ như vậy thì còn gì nữa. Dạ, tôi hỏi thằng Lâm sao rồi? Lâm đang trong phòng cấp cứu đó bác. Hai người cố tình âm mưu hại anh Lâm đúng không? Tại sao anh Lâm lại bị nặng như vậy hả? Chị ơi, nè, ai làm nó ra như vậy? À, hay là chính cô hại nó đúng không? Lúc tôi và Lâm đang đánh nhau á, trong lúc giằng co thì Lâm tự trượt chân té. Gì? Trượt chân té đồ ha? À, thì ra là hai đứa bay âm mưu giết chết thằng Lâm nè. Chị Hai, đi báo công an liền đi. Dạ thưa bác, lúc đó con cũng có mặt ở đó. Đúng là anh Quang và anh Lâm có lôi kéo đánh nhau, nhưng mà thật sự là anh Quang không có cố ý làm cái gì để cho anh Lâm bị trượt chân té đâu bác. Nè, cô và chồng sắp cưới của cô là cùng chung một ruột. Tất nhiên là hai người cố tình binh vực cho nhau rồi. Thủ tục ly hôn của cô và anh Lâm vẫn đang tiến hành, còn chưa hoàn tất nữa. Biết đâu cô đang cố tình âm mưu giết anh Lâm để chiếm đoạt luôn cổ phần của công ty, rồi sau đó cưới luôn chồng mới, và cuối cùng gia đình của cô thâu tóm luôn đại dương chứ gì. Cô đừng có vu khống cho người khác. Những lời Thi nói là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tai nạn của Lâm. Còn cô suy diễn hãm hại Thi á, tôi sẽ thưa cô tội vu khống đó. Thưa tôi, vì tôi nói đúng tim đen của hai người hả? Tôi dẫm trúng đuôi cáo của hai người đúng không? Hai người mau biến đi. Tất cả mọi chuyện hôm nay tôi sẽ báo công an để cho họ giải quyết. Nhưng mà thực sự là con không có hại anh Lâm. Nhưng mà bây giờ anh Lâm đang cấp cứu, bác cho con xin ở lại để con có thể chờ kết quả được không bác? Nè, đi mau chưa? Không thôi là tôi không có khách sáo đâu nha. Cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Đây là bệnh viện mà, bà nhỏ tiếng một chút xíu không được hả? Mấy người đừng có lớn tiếng ở đây. Cứ để cho công an họ xử lý đi. Mình về thôi em. Nhưng mà... Thôi đi về đi. Đi, nghe lời anh. Đi. Cô. Chị. Cô ơi, cô bình tĩnh nha chị. Anh Lâm không sao đâu cô. Hai đứa đó đúng là một cặp mưu mô gian ác mà. Chị, nghe em nói nè. Thằng Lâm á, nó phước lớn mạng lớn, nó không có sao đâu. Chị đừng có lo nha. Mong là hắn sẽ chết ngay lúc này. Vậy thì quá tốt cho mình rồi. Không lẽ ngồi đi chờ nguyên đêm, về thì họ thấy mình vô tâm? Hay là giả giờ công ty có việc gấp, phải về giải quyết cho khỏe cái thân? Vậy được à, thôi được rồi, chờ chị chút xíu, chị về liền. Có chuyện gì vậy con? À, dạ dì ơi, công ty của con cần phải chỉnh sửa một số tài liệu gấp cho các đối tác. Thôi được rồi, con cứ về làm việc đi. Thằng Lâm đã có cô ở đây rồi. Dạ cô ơi, vậy thôi để con chạy vô công ty làm việc, xong việc là con chạy vô liền nha cô. Ừ. Dì, nếu mà có chuyện gì thì nhớ báo con liền nha. Ừ, được rồi, con đi đi. Dạ, con đi về. Con về có việc công ty nha chú. Tội nghiệp con nhỏ. Mong rằng thằng Lâm nó được bình an,
để phụ giúp cho con Linh nữa. Chứ lâu nay cái gì cũng trông cậy vô nó hết hả? Cô Linh đóng kịch giỏi thiệt. Hỏi sao bà chủ với bà Hiếu không bị lừa được. Cũng may là mình tình cờ bắt gặp. Không thôi mình cũng tin cô ta. Ê, làm gì mua cái gì mà vô đứng bần thần vậy? Bần thần gì? Làm hết hồn à? Ờ bà chủ, tôi có mua bánh mì với cháo nè. Đúng rồi đó chị. Chị ráng ăn một miếng đi. Không thôi thằng Lâm chưa kịp tỉnh là chị đã xỉu rồi đó. Đúng rồi đó bà chủ. Bà chủ ráng ăn miếng nghe. Ừ. Dạ. Dạ bà chủ. Tình yêu bất tử 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.